Vân rất là nhiệt tình, sôi nổi, mà nhậu cũng rất là được, tiếp cả cái đội Đồng Bằng Sông Cửu Long luôn mà anh. Tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó chùm xuống rồi tự nhiên lên. Trời ơi, con quê mà con không biết, con quê lắm luôn. Có một cái tin nhắn từ cách đây từ năm 2018 rồi, là hỏi là em đang ở đâu, đã về nhà chưa. Thì hôm nay con lại nhắn tin thêm là 30 tháng 4 này em có về quê hay không. Thế là tự nhiên về đến nhà, hùng hùng hồ bá ấy, làm ầm hết lên, bảo anh vừa nhắn tin cho ai. Thưa quý vị, và bây giờ thì chắc lẽ là mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên ngày hôm nay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Nhỏ xíu vậy. Thôi đi cưng. Rồi, xin chào hai em. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên thì con xin giới thiệu chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào quý vị khán giả của chương trình. Con xin tự giới thiệu con là Nguyễn Lê Vân. Con sinh năm 1991, hiện tại thì con đang là một nhà sáng tạo ở trên nền tảng YouTube. Rồi, mời con. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và xin chào cô Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Con là Nguyễn Hữu Ái, sinh năm 1992. Thua vợ con 1 tuổi. Lái máy bay ạ. Dạ vâng. Hiện tại con đang là phóng viên của kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vậy hả? Hai đứa coi như là cũng hỗ trợ qua nhau về ngành nghề đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác. Nhưng mà chắc có lẽ là hai đứa chắc cũng gặp nhau. Đoán đi nè. Trong một lần coi như là anh này anh đang làm chương trình căng thẳng quá, ảnh mới ra ảnh cầm một cái điện thoại, ảnh mở vô một cái trang YouTube coi Vợ Chồng Son hay coi Bạn Muốn Hẹn Hò gì đó, xong cái anh nhìn thấy có nghĩa là giới thiệu đề xuất một video clip của con bé nào đẹp quá, con bé Hồng Vân, thế là anh follow và follow sau đó là ảnh cua cô bé này luôn, đúng không? Dạ không đúng lắm đó. Thôi, con kệ đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào? Dạ, thật ra thì tụi con gặp nhau ở truyền hình Quốc hội. Ngày xưa con làm biên tập viên. Vậy là đồng nghiệp đúng không? Dạ, đầu tiên là đồng nghiệp. Hồi xưa cái mô hình của truyền hình Quốc hội là phóng viên của các tỉnh thành. Thì con phụ trách thành phố Hồ Chí Minh, còn chồng con phụ trách tỉnh An Giang. Dạ, nhưng mà có một ngày là tất cả những cái xe ô tô của truyền hình Quốc hội sẽ phải lên thành phố Hồ Chí Minh để gắn GPS. Dạ, định vị xe đó. Thì chồng con đem xe lên, thì lúc đó là anh em báo chí, anh em trong truyền hình gặp nhau. Kiểu như là mình phóng viên rồi mình nói chuyện qua lại thôi. Thì lúc đó ảnh nói là tia con đúng không? Dạ, ảnh nói là ảnh tia con. Nhưng mà lúc đó con tự nói luôn hả? Nó em ơi anh tia em. Sau này ảnh mới kể vậy á. Chứ lúc đó con có người yêu rồi con không có quan tâm tới ảnh. Dạ Ái ơi, nhưng mà ở trong đài truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái. Tại sao con lại tia cô này chứ? Trước khi lên Sài Gòn á, là bọn em ở dưới tỉnh á, và mấy anh ấy thì bảo là ở Sài Gòn có một cô MC xinh lắm, cũng kiêu kỳ, cũng khó gầm lắm, nên là em thử lên em tán thử xem có đủ hay không. Đó là một lời thách thức và cũng là vừa đùa nhau á. Thì sau khi lên thì em gặp Vân, thì Vân cũng tiếp đón như mọi người khác thôi. Vân rất là nhiệt tình, sôi nổi, mà nhậu cũng rất là được, tiếp cả cái đội Đồng Bằng Sông Cửu Long luôn mà anh. Lần đầu tiên Vân gặp mà bạn Ái thì cái cảm giác của Vân như thế nào? Thật ra là con thấy chồng con á là hơi lai, kiểu cũng hơi lai Ấn Độ, nhưng mà ảnh không phải gu con, tại ảnh hơi lùng. Anh hơi lùng so với con. Nhưng có nghĩa là cũng không có, có nghĩa là chỉ nhìn thoáng qua thôi, chứ không có để ý gì cả. Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc có lẽ là bên này sẽ là tìm cách để mà tấn công cô này. Bên đây là kèo dưới nè, đó là đổ trước nè, đúng không? Không, thực ra lúc đấy con cũng đang có người yêu. Tức ghê không cô? Mà chủ yếu là tại vì bị lời thách thức kia, với lại là nhìn gặp cũng thấy xinh quá, nên là cũng cố thử xem thế nào. Sau lần đó thì con xin Facebook, rồi xin số điện thoại, là cũng như đồng nghiệp bình thường. Sau đó thì hình như là cãi nhau với người yêu, nên là người ta tút trên Facebook là tâm trạng buồn. Thế là con chạy vào con hỏi han cơ hội của mình là đến rồi, đây là con tấn công ngay lúc đấy. Đến khi nào thì ảnh mới tỏ tình. Sau đó có một cái chị đồng nghiệp làm cùng với vợ con, thì chị ấy tạo điều kiện là chị ấy đặt một cái vé là xem kịch cho hai chị em đi. Nhưng mà chị ấy lại âm thầm chị ấy gọi cho con bảo là em đi lên đi chơi với Vân đi. Để con kể khúc đó cho cô là tại vì hả, thực ra là gì nè, không có đơn giản là chị đó đặt đâu, mà tại chị ổng làm cho con giận. Xong rồi cái ổng lên Sài Gòn, nhưng mà ổng nói dối con là ổng đang ở An Giang. Cái con nói chắc chắn là ổng nói xạo tôi rồi, ổng đang ở đâu, ổng không nói là không nói. Là con rất là giận luôn. Cái tối đó con quyết định là con đi coi kịch. Thì con tới là con đã thấy ổng là cầm một bó hoa hồng, 11 bông. Trước khi mà vở kịch bắt đầu á, thì ổng mới nói là làm bạn gái anh nha, ổng tỏ tình con. Xong cái kiểu con cũng kiểu như cũng thấy bất ngờ, kiểu mình rất là bất ngờ, mình cũng hơi xúc động cái đoạn đó. Cái con im im cho ổng nắm tay, con cũng gật đầu nhẹ thôi, cũng khoái khoái nhưng mà mình chưa có nói đồng ý. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi. Thì kịch nó sẽ có những cái đoạn đó cô Vân là chú Thuận nó hay kiểu như chuyển cảnh thì nó sẽ tắt đèn tối và nó tắt âm thanh luôn. Con nghe tiếng ngái của ổng cô, con nghe tiếng ngái của ổng cô. Ủa mệt quá đó con, chắc chạy đó, nhưng mà ổng thấy lớn lắm cô. Có nghĩa là tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó trùng xuống rồi tự nhiên lên. Trời ơi con quê mà con không biết, con kêu con quê lắm luôn. Nhưng mà cho chú hỏi này là con ngủ suốt vở diễn luôn hay là tới giải lao rồi con giật mình thức dậy? Dạ lâu lâu bị đập dậy ạ. Con cứ ơi ngái lại hay là ngái nhỏ gì quê. Nhưng mà hết vở diễn đó thì con có đồng ý là bạn gái của anh không? Dạ có, thấy tội chứ. Thấy tội đúng không? Dạ thấy cũng nhiệt tình, thấy cũng thương con. Lúc đó là hai đứa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu xa. Dạ yêu xa. Yêu xa bao lâu? Yêu xa chắc cũng nửa năm thôi à. Dạ. Rồi xong ảnh mới xin lên Sài Gòn. À. Mà trong quá trình đó thì có giận hờn, có ghen không? Dạ ghen thì bên này ghen nhiều hơn. Thì đó con ghen... chỉ ghen với một người duy nhất là người yêu cũ thôi. À. Dạ. Người yêu cũ là ở An Giang đúng không? Dạ không ạ, người yêu cũ của con là ở tít ở ngoài Bắc cơ. À. Dạ. Như vậy là xa quá xa luôn. Dạ, vâng. Trước khi quen con á là ông này giống như là người yêu ở 63 tỉnh thành đó cô. Ồ ôi. Cuối cùng ông chọn thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Ồ dạ. Vậy hả? Trong quá trình mà hai đứa yêu xa thì chắc chắn là người yêu cũ còn liên lạc hay gì đúng rồi cô. Đó, đúng không? Con là con được hơn một cái là anh chị em của anh này rất là quý con. Wow. Con phát hiện là do anh trai họ của anh này chụp hình báo con. Hay quá. Anh nói Vân ơi, tao thấy ai đi với nhỏ nào không phải mày. Trời ơi, con gọi ổng phải 100 cuộc. Ổng đâu có nghe, con gọi số 9 ông không nghe, con gọi số phụ ổng lại càng không nghe. Mà hả, số phụ ổng để tên con là tên Hùng quay phim. Hùng quay phim. Chứ không có để tên Hùng quay phim, để tên con. Thôi, tại sao lại có cái chuyện như vậy? Tại vì lúc đó nó không biết làm sao nữa anh ạ. Bí quá rồi nên là mình cứ phải làm liều thôi ạ. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn có mối gì đó với cô bạn gái cũ hay sao? Dạ lúc đấy tại vì cũng đang vừa thương cả hai bên. Trời ơi. Tức là ngay lúc đó là con chưa có thể quyết định được mà con vẫn còn bỏ thì thương vương thì tội đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi sao giải quyết sao nè? Dạ sau đó là... Anh kể cái chuyện đó cho cô chú nghe đi. Cái đêm đó là Vân gọi cho con khoảng tầm hơn 100 cuộc điện thoại. Con không nghe. Sau đó Vân sẽ gửi cho con một cái email. Thì viết là anh như thế là không được, cái này dài lắm nên là con cũng không nhớ nữa. Thế là sau hôm đó thì có một chị đồng nghiệp của con ở ngoài Hà Nội, chị bảo là thôi em đi ra đây gặp Vân nói chuyện một lần. Một là xác định là chia tay, hai là hai đứa yêu nhau. Thì sau hôm đó thì em lại bay ra Hà Nội, em gặp Vân thì hai đứa nói chuyện qua lại thì em xác định là thôi chia tay cái bạn ở ngoài Bắc và xác định với Vân. Như vậy là hai đứa lại chia tay bao lâu thì mới quen lại? Dạ, chia tay thì sau đó tầm khoảng cũng ngắn Dạ, mà lúc đó là ảnh nỗ lực dữ lắm, xin phép qua nhà bố mẹ con luôn. Vậy thì con có ra ngoài quê của ảnh để mà gặp ba má anh không? Dạ có. Rồi ra ngoài đó có khác biệt gì về vùng miền hay không? Dạ có. Trời ơi, cái chuyện mà con cô về quê ảnh là một cái câu chuyện rất là kiểu như là một sang trang mới luôn. Quê chồng ở đâu? Quê chồng ở Hà Tĩnh. Vậy là nếu mà đúng vùng miền luôn là nói mạnh người nào người đó nói đó, đúng không? Con không hiểu một cái gì đó cô Vân, con không hiểu. Cả nhà ảnh ngồi chung quay quần nói chuyện với nhau và cả nhà ảnh cười lên. Cái con cũng cười. Nhưng mà con không hiểu một cái gì hết. Kiểu là mọi người cười lớn thì con cười lớn, cười mồi đó. Dạ, mọi con cười hùa. Cái mọi người cười nhỏ cái con cười nhỏ lại. Nhưng mà tối con hỏi lại, cái ảnh kể lại con cười lại lần nữa. Tại sao? Có nghĩa là con hiểu câu chuyện đó một cách thực tình rồi đó. Có nghĩa là con thực chất là con hiểu được rồi đó. Có những cái từ vựng mà con bây giờ con mới thật sự biết luôn. Ví dụ như là cái trốt. Đâu cái trốt, đâu cái trốt là nhức cái đầu. Cái gì? Đâu cái trốt là nhức cái đầu. Đâu cái trốt là nhức cái đầu. Cái này giờ chị mới biết luôn á. Còn một cái nữa cô, cái trục cùi. Trục cúi. Trục cúi. Cái chỗ cúi hả? Trù cúi. Đó, con cũng tưởng là cái chỗ cúi là cái đằng sau mông. Cùi tay này. Cùi tay hay sau mông? Con tưởng là cái sau mông nhưng mà nó là cái này nè. À cái cùi lói á. Dạ. Cùi lói á. Tay này gọi là cùi chỏ. Dạ. Nhưng mà nhà của con là ưng vợ con liền không? Đây là cô thứ hai dắt về nhà. Nên là cô thứ nhất là bị không có chịu á. Dạ. Cô thứ hai về dắt về thì bố mẹ với là bà đồng ý. Nhưng tại vì bà nội là người khó nhất, bà đồng ý rồi thì mọi người cũng đều là dễ. Như vậy sao chuyến đi đó là về là cưới liền luôn hay là bao lâu mới cưới? Dạ chuyến đi đó về thì con được cầu hôn. Là tầm khoảng nửa năm hơn. Dạ, hơn nửa năm. Rồi như vậy là cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Con cưới là 2018. Thì là 3 năm. Dạ, sang năm thứ tư rồi đó. Con có một em bé chuẩn bị 2 tuổi, tuổi rưỡi rồi. Rồi, bây giờ tới cái phần mà quan trọng nè. Con coi Vợ Chồng Son con cũng biết rồi đúng không? Dạ. Cái phần mà vạch mặt cái người đối phương đó, Con rất thích phần này. Con là người đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Dạ con muốn vậy gì con trời ơi chồng con á có một cái tính là ảnh rất là thích nhậu, ảnh nhậu dữ tợn lắm, có nghĩa là tại vì ảnh quá nhiệt tình đi, cái tính của ảnh là ai rủ cái gì á ảnh cũng sẽ đi hết. Với lại thêm một cái nữa là bạn bè của ảnh là giống như là tứ hải gia huynh đệ với 4 phương là bạn, và ảnh nhậu một cái là nhậu cũng hết sức, cho nên là con hay quạo. Mà tính bỏng thì lại kiểu nhây lầy cợt nhã cô chú, không có kiểu giống như là nghiêm túc đâu. Con mà quạo cái ông về ông chọc cho quạo hơn. Ảnh thì ảnh ít chia sẻ công việc của ảnh cho con lắm. Đối với ảnh là nhiều khi những cái việc làm ngoài của ảnh con không có biết, cho nên là có nói ra cho con cũng không có chia sẻ được nhiều. Anh không nói cái ảnh tự stress, cái ảnh im cái ảnh con nói ảnh không có phản ứng, mà con không thích vậy, có nghĩa là mình làm gì mình cũng phải được nhận cái sự phản ứng của đối phương á. Có một lần đang ăn cơm mà kiểu như ảnh rất là nhây, ảnh con hỏi nó không trả lời, mặt ảnh nhăn nhăn nữa, khó chịu nữa. Con tức quá con đập chén. Ôi. Con hơi dữ một chút. Sao ảnh hốt lên rồi đó. Quýnh luôn. Một cái bóp luôn. Còn có quánh lại không? Dạ không. Khóc quánh sao lại. Quánh sao lại. Mà tại vì ảnh làm cái hành động đó là tại vì ảnh bị ám ảnh, là trong quá khứ đã từng diễn ra cái hành động đó rồi, và ảnh bị sợ cái hành động đó, cho nên là cái phản ứng này của ảnh là giống như là để tự vệ và bản năng thôi. Nhưng mà con cũng không vừa, có nghĩa là ảnh đánh con xong con tức quá con khóc quá, mà con từ đó giờ là chưa ai đánh con hết. Con đập thêm cái nữa, con đập thêm cái nữa. Cái nữa khóc quá trời, cái ảnh rén đỡ con lên hốt xong chạy lại xin lỗi vợ đúng không? Dạ xin lỗi vợ, hết giận rồi. Đó là lần là nặng nhất đúng không? Dạo này thì bớt rồi. Sau cái vụ đập đó thôi giờ coi như bớt rồi, coi như là không tính nữa. Không tính nữa, đã có cải thiện rồi. Dạ có cải thiện. Những cái tật xấu nào mà nó dí dỏm á, có bày hày không, có lượm thượm không? Có một cái chuyện này, có nghĩa là cái tính của ảnh là ảnh bị chậm chạp. Có nghĩa là ảnh cái lúc nào mà ảnh lanh thì ảnh lanh dữ lắm, bị lanh chanh luôn. Nhưng mà cái lúc nào mà ổng chậm thì là ổng trời ơi. Có nghĩa là ngày xưa nhà con là ăn xong rửa chén liền, nhưng mà ảnh không có. Nghĩa là ảnh ăn xong rồi ảnh sẽ ra ảnh nằm bấm điện thoại, ảnh nói là ai ăn xong phải để cho tiêu hóa. Xong ảnh tiêu xong cái anh ra anh uống nước ngọt, anh nói là phải tiêu nước ngọt. Xong rồi ảnh nói không ăn xong làm sốc hông, ổng ngồi cả tiếng đồng hồ bấm điện thoại luôn cô. Là chiêu, cái này là chiêu rồi. Cái này là chiêu á. Cho nên là buổi tối lúc nào cũng bị ngủ trễ hết. Dạ, kiểu như vậy. Chắc có lẽ là vợ con không có tật xấu gì đúng không ấy? Dạ, vợ con ngoan lắm. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Dạ, tại vì cái tật này không xấu không đẹp mà tật kinh dị nha. Dạ, vợ con chỉ nấu ăn xong rồi là bát đũa là con rửa. Thứ hai là lau nhà lúc nào là mặc định là con không bao giờ đổ rác. Cho dù rác nó bẩn như thế nào vợ con cũng để đó. Rồi còn gì nữa? Cằn nhằn. Cứ nhai đi nhai lại một cái chuyện, ví dụ như con đi nhậu một bữa đi, cứ nhai đi nhai lại bảo sao hôm nay anh lại đi nhậu mà anh không báo trước. Chú có bao giờ ai đi nhậu mà phải báo trước 2 ngày không chú? Đây là phải xin phép trước 2 ngày mới được cho đi nhậu. Không phải mình làm gì cũng có kế hoạch đó cô chú, có nghĩa là để con biết tối ngày hôm đó anh đi, con rủ bạn bè con qua để con đỡ cô đơn, hay là con rủ bà ngoại qua, hay là em gái con qua để phụ con tắm rửa con, kiểu vậy. Ảnh không bao giờ nói trước á. Ổng nhậu 6 giờ là tầm khoảng 5 rưỡi mới báo em anh nhậu nha, hôm nay ai mời anh liếc không kịp đúng không? Con đâu kịp đánh gì đâu. Có nội quy ăn nhậu gì không? Dạ có chú, cứ sau 12 giờ thì đóng tiền nhà gấp đôi. Cho nên ổng cũng khôn lắm cô chú. 11:59 mở cửa, nấu canh đúng bon 11:59 mở cửa. Có khi là ổng làm gì, ổng đứng ở ngoài đó ổng làm gì á, đúng 11:59 mở cửa. Có nhiều lúc là em tròn cổ đúng không? Dạ vâng, nhiều lúc đúng không? Nghĩa là về rồi nhưng mà mình cứ ngồi ở dưới sảnh mình chờ, mình chơi một lúc. Tức lắm đó. Tiền tới rồi, cái bon một cái mở ra là bay. Ai ngờ ren xuống mở cửa. Dạ tức. Rồi sao còn tật gì nữa không nè? Ghen sao này, ghen dữ dội không? Ghen cái vụ này ghen mà. Ghen ạ. Vừa rồi là con có nhắn tin trên Facebook á, cho một cái bạn gái, không phải là bạn gái mà người con gái. Cái điện thoại của con nhắn tin thì nó sẽ hiện lên cả trong iPad. Thế là bà ở nhà bà cầm iPad bà ấy đọc được. Là cái bé đấy là bé tên là Vân Anh. Có một cái tin nhắn từ cách đây từ năm 2018 rồi. Là hỏi là em đang ở đâu, đã về nhà chưa. Thì hôm nay con lại nhắn tin thêm là 30 tháng 4 này em có về quê hay không? Tại vì đấy là con chú đó, để về gặp nó. Thế là tình về đến nhà hùng hùng hồ bá ấy, làm ầm hết lên bảo anh vừa nhắn tin cho ai mà hỏi đi về đi nọ thế này thế nọ, xong rồi còn hỏi đang ở đâu nữa. Thế là hỏi ra mới biết là nhắn tin cho bé Vân Anh. Quê hả? Quê thì quê lúc cảm giác sao? Quê. Con cười giống vậy nè cô. Nhưng mà là chỉ có trận đó thôi đúng không? Dạ con chỉ ghen vậy thôi. Bây giờ thì Vân, con mong muốn Ái thay đổi điều gì? Con mong là ảnh bớt nhậu, tại vì không phải là do con không thích ảnh đi nhậu, nhưng mà do ảnh cũng có bệnh, cái nồng độ HP hơi cao một tí đúng không? Dạ. Cho nên nó là cả có một khoảng thời gian ảnh ngưng rồi, nhưng mà chắc là do cái tính của ảnh nhiệt tình với ảnh thích, mà ảnh nhậu đâu có một lần một tiếng đâu, nhậu 4 tiếng không à. Cái thứ hai nữa là con nghĩ là có gì thì cũng nên chia sẻ với con á, tại vì có thể là con sẽ không hiểu hết, nhưng mà ảnh nói ra thì ảnh cũng sẽ thoải mái hơn là ảnh để một mình. Rồi bây giờ con muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ còn muốn vợ con là chăm chỉ thêm một tí xíu, và nhất là đừng có cảm ràm nữa. Nhiều khi con nghĩ là con chia sẻ vợ con rồi vợ con nó suy nghĩ tội nghiệp nó đúng không? Dạ vâng ạ, tại vì có nhất là nhiều việc mà vợ không thể xử lý được mà bắt buộc mình phải xử lý, mà nói ra bà cũng không hiểu, mà bà lại suy nghĩ hơn là nữa, xong nên là thôi thà một mình chịu đi để cho bà thoải mái, thì bà còn chăm con ở nhà nữa. Thì đó là đối phương đều nghĩ cho nhau hết á. Nhưng mà thực sự con biết không, kiểu mà cái tâm lý của những bà vợ á, ngộ lắm. Mình biết là mình không hiểu gì công việc của chồng hoặc là chồng đang làm gì, nhưng mà giống như là mình càng không hiểu được, mình càng khó chịu, mình biết chồng mình đang bế tắc đó, nhưng mà bây giờ á mình không được cái sự chia sẻ đó, mình sẽ cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc á, con biết không? Đó, thành ra là theo cô á, con không cần phải nói hết, tại vì nói hết vợ con cũng hiểu, nhưng mà con chỉ cần nói là nếu mà chút xíu mà chồng có hơi bực bội hay là mặt chồng quạo quạo thì vợ đừng có nghĩ gì nha, là chồng đang bực cái việc cơ quan thôi. Dạ vâng. Ví dụ thì con chỉ cần như vậy thôi là đủ. Thôi chắc chắn là sau chuyện này với lời khuyên của cô Vân, chắc chắn là anh ấy sẽ thấu hiểu và sẽ có một sự thay đổi. Dạ. Con cảm ơn anh cô chú. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cảm ơn hai con. Dạ. Đi ra cái chỗ quảng trường đi, anh muốn gặp em một lát. Đi đến anh lấy ôm một bó hoa hồng rất là lớn và một hộp quà. Đó anh ấy có nói là anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Đó thì em vẫn chưa đồng ý ạ. Nếu như mà em mà không xuống ấy, anh sẽ ở đây đợi khi nào em xuống thôi, đến sáng thì thôi. Được khoảng 20-30 phút sau thì em lại thấy anh ấy nổ xe đi về. Chó sủa rất là nhiều ạ. Về thì anh ấy nhắn tin cho em, thì em mới hỏi là tại sao anh lại lừa dối em? Anh bảo em là anh đứng ở đấy anh đợi em mà, đợi đến sáng cơ mà. Anh bảo thì lúc trong người cũng có một tí cồn rồi. Mình tự tin hơn, đưa vợ mình ra khách sạn. Cô ấy có chịu không? Dụ một lúc ta cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Bực mình chịu cho rồi. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cùng đón chào cặp đôi thứ hai. Xin chào hai em. Dạ em chào anh chị ạ. Chắc có lẽ là hai em ở Hà Nội mới vào đúng không? Dạ đúng rồi, em ngoài Bắc. Vợ chồng em vào đây được 2 ngày ạ. Vâng. Đi một quãng đường xa như vậy rồi mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son nữa thì những người làm chương trình như tụi anh rất cảm thấy là hạnh phúc và cảm ơn vợ chồng em. Dạ vâng. Mà tụi em ở nơi nào? Vợ chồng em ở Tuyên Quang. Trời ơi, ở Túc Tuyên Quang lận á hả? Vâng. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào tất cả các quý vị khán giả. Em là Lê Quang Hải, em đến từ Tuyên Quang. Năm nay em 31 tuổi, đang kinh doanh một sạp điện thoại nhỏ thôi. Còn em lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quốc Thuận ạ, đến chị Hồng Vân và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Huyền Trang, năm nay em 20 tuổi ạ và đến từ Tuyên Quang ạ. Trời, có 20 thôi hả? 31. Gần một giáp đúng không? Gần một tuổi nữa là con giáp rồi đó. Lần đầu tiên em gặp cô gái này như thế nào? Lần đầu tiên em gặp vợ em thì ấn tượng đầu tiên là vợ em có cái răng khểnh rất là duyên. Lần đầu tiên là em đang làm ở cái cửa hàng mà gần như là đối diện mà lúc đó anh ấy đang chuẩn bị mở ấy. Rồi bằng cách nào mà hai bạn lại quen nhau? Thì em có kinh doanh thêm cái mảng là em in hình miếng dán điện thoại ấy. Hôm đấy là em cũng có chủ động là mình vào các cái Facebook của vợ em comment dạo thôi. Xong rồi vợ em thì bắt đầu in bảo là anh ơi inbox em nhờ chút. Vợ em có đặt của em một cái miếng dán in hình. Dần dần là cứ đưa đẩy câu chuyện mà hôm đấy nói chung là nói chuyện cũng lâu lắm. Tiếng không? Bắt đầu từ lúc 2 giờ đến khuya luôn ấy. Nói kinh hoàng thế. Nói rất là nhiều đề tài trên trời dưới biển. Đấy là lần đầu tiên mà cảm giác nói chuyện với nhau như kiểu là từ lâu lắm rồi ạ. Lần đầu tiên nói chuyện mà cảm giác là hai đứa rất là hợp nhau ấy. Mà nói kiểu đó chắc nghi chắc đọc truyện cho nghe quá, đọc truyện 1001 đêm quá đúng không? Đó. Rồi Rồi kể từ đó là đến khi mà các em quen nhau á, là bao lâu? Đến ngày thứ hai bắt đầu nói chuyện là anh ấy đã bắt đầu đưa đón em rồi. Tức là hai người đi hai xe riêng ấy. Cứ như vậy thì khoảng 1 tháng sau thì chính thức là tỏ tình với em ạ. Anh tỏ tình kiểu gì? Lãng mạn không? Hay là đặt thẳng vấn đề? Đánh nhanh đánh gọn? Cũng khá là lãng mạn ạ. Này còn nhắn tin cho em là đi ra cái chỗ quảng trường đi, anh muốn gặp em một lát. Đi đến thì anh lấy ôm một bó hoa hồng rất là lớn và một hộp quà. Đó anh ấy có nói là anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Đó thì em vẫn chưa đồng ý ạ. Nhưng mà lúc cái cảm giác em sao, em có bị hụt hẫng không? Có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà thực ra là mình cũng đã lắm được một phần nào đó tình cảm của đối phương dành cho mình rồi. Bưng cả một bó hoa, một quà to như thế mà nó không đồng ý mình thì có mà. Lúc mà em biết tuổi chồng em lớn hơn em vậy thì em nghĩ sao? Nói chung là cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đấy ạ. Khi mà đã quyết định mà yêu anh này thì em phải suy nghĩ lâu. Tại vì là đã quyết định yêu thì mình phải gọi là cưới. Tại vì anh ấy cũng khá là nhiều tuổi rồi. Không muốn làm anh ấy mất thời gian dành cho mình. Hỏi ý kiến rất là nhiều người, từ bố mẹ, người thân, bạn bè này, cô dì chú bác của em thì đều biết hết anh ấy. Vì là cũng gần tuổi ấy ạ. Quen đến lúc cưới là vợ chồng em được 10 tháng. Khi bắt đầu tìm hiểu cô bé này thì em cũng phải hỏi qua mọi người ở nhà để xem là gia đình cô bé này thế nào, tính cách như thế nào. Thì em mới quyết định là đầu tư thời gian rồi. Thời gian ông ngắn quá, ông đầu tư gì ông ơi. Trong gần 10 tháng đó, cổ giận em bao nhiêu lần em còn nhớ không? Giận đúng một lần thôi. Hôm đấy em cũng không hiểu em đang kể chuyện gì nhé. Thì không, tự nhiên cô ấy bảo là phải kể luôn. Em bảo là gặp em mới kể. Cô ấy giận luôn. Bảo là anh đang có chuyện này hay lắm, muốn kể với em. Để bao giờ em đi làm về thì gặp em thì anh sẽ kể với em sau. Thì lúc đó em rất là tò mò nữa. Mò mình muốn biết luôn. Bảo anh nói một xíu thôi, nói chủ đề thôi. Để cho em đỡ tò mò đi, anh ấy cũng không nói. Thế là đến lúc anh ấy mới đưa em về thì em lên nhà em giận. Anh ấy bảo chứ thế bây giờ em xuống cổng đi, anh kể cho. Em giận không xuống. Nếu như mà em mà không xuống ấy, anh sẽ ở đây đợi khi nào em xuống thôi. Đến sáng thì thôi. Được khoảng 20-30 phút sau thì em lại thấy anh ấy nổ xe thì đi về. Chó sủa rất là nhiều. Về thì anh ấy nhắn tin cho em. Thì em mới hỏi là tại sao anh lại lừa dối em. Anh bảo em là anh đứng ở đấy anh đợi em cơ mà, đợi đến sáng cơ mà. Anh bảo thì lúc đấy điện thoại anh nó hết pin rồi ấy. Anh có đứng ở đấy thì em có biết đâu. Thì anh phải chạy về nhà sạc điện thoại. Từ trong cái khoảng thời gian mà các bạn quen nhau cho đến cưới đó, hai bạn có hay đi chơi xa không? Có, hôm đấy là đi ăn cưới một người bạn ở cách nhà khoảng độ hơn 50 cây đấy. Hôm đấy phải vào lấy hết can đảm và xin phép để cho đi qua đêm đấy. Xin bố mẹ của bạn gái. Đúng rồi, phải đến xin phép ạ. Đêm đó là ngủ ở tại đám cưới. Để cho người ta từ từ ta kể cái gì. Tức là xin thì tức là bảo là đi thì em sẽ ngủ với bạn em. Lúc đó là đi đông lắm chứ không phải là nguyên hai vợ chồng, nhưng mà vẫn đánh lẻ được. Bán lẻ đi đâu? Kể xem. Hôm đấy là lần đầu tiên ạ. Tức là em được có cơ hội gần gũi vợ em đấy. Nó có một chút riêng tư đấy. Cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi. Trong người cũng có một tí cồn rồi. Mình tự tin hơn. Đưa vợ mình ra khách sạn. Cô ấy có chịu không? Dụ một lúc là cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Bực mình chịu cho rồi. Không, cuối cùng một mạch là đến gần sáng rồi. Sáng luôn? Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn? Gần sáng luôn? Không cho ngủ luôn. Lúc đó em mới sợ không em? Đấy thì cũng không ạ. Tại vì có ăn dặm ngõ rồi, cũng có các thủ tục rồi ạ. Cũng coi như là vợ rồi, cũng coi như là vợ rồi. Thì là lúc đó mình cũng không sợ lắm. Rồi sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới? Từ lúc mà bọn em bắt đầu chính thức là yêu ấy, khoảng 1 tuần sau là dặm ngõ, 3 tháng sau là ăn hỏi, 3 tháng sau là cưới ạ. Em có em bé chưa ta? Chưa hả? Dạ. Vợ chồng em lúc mà cưới được 6 tháng ấy ạ, cũng rất là mong có em bé rồi. Không may lại là chữa ngoài ạ. Có thai ngoài đúng không? Có thai ngoài. Đến hôm đấy thì cũng không biết là mình có. Tự dưng lại thấy rất là đau bụng. Lúc đó lại còn ở nhà một mình nữa. Không cầm điện thoại ở trên tay mà chỉ cần bước đi thôi là nó rất là đau. Được khoảng 15 phút sau thì chồng em về ạ. Chồng em mới gọi mẹ chồng em về ạ. Hỏi xem đưa em đi khám thì mới biết là bị chữa ngoài ấy. Mà lại phải phá bỏ đi thì nó rất là đau lòng. Chị biết cái cảm giác đó là tại vì trước bé bí ngô là chị thai ngoài luôn. Đó cho nên rằng cứ yên tâm. Cái vụ mà thai ngoài là mấy tháng rồi? Được 6 tháng rồi ạ. Khoan vội. Tại vì là em phải để cho nó dưỡng cái vòi á. Cái vòi của mình nó phải lành hẳn luôn. Nó khỏe hẳn luôn. đó, rồi mình thì mình hãy có chứ đừng có gấp quá. Đúng, bác sĩ cũng có dặn đó, ít nhất là phải 6 tháng sau. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần mà hấp dẫn nhất của chương trình, đó chính là đại hội vạch mặt nha. Đó, hồi giờ anh ưu tiên cho em trước đó. Trong một năm qua anh ấy có tật xấu, gì? Rất là nhiều tật xấu luôn ý ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi. Chồng em trước lúc cưới thì cũng rất gì và này nọ đấy ạ. Rất là chỉnh chu. Sau khi cưới xong ấy thì anh ấy bắt đầu lộ ra cái vẻ mặt thật của mình ạ. Đặc biệt là vấn đề là râu ấy ạ. Rất là lười cạo, em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ấy ạ. Ôi, vậy luôn hả? Sao cái mặt này có râu là không có đẹp nè. Em cũng hay trêu vợ em rồi mà mặt anh đẹp trai này mà cạo râu đi bóng bẩy quá, ra đường cái nó bắt mất thì sao. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Rất là lôi thôi ạ. Và rất là bẩn nữa. Quần áo này nọ của anh ấy thì toàn vứt lung tung đấy ạ. Tất ạ, anh ấy là rất là mê đá bóng, hay để giày trong phòng ấy, thế em mỗi lần bước vào phòng thì mình ngửi thấy cái mùi rất là khó chịu. Và nữa là anh ấy còn lười giặt giày nữa. Trời ơi. Còn gì nữa không nào? Còn rất là nhiều đấy ạ. Trước khi cưới thì cũng rất là lãng mạn, đến ngày sinh nhật này, đến mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 này cũng tặng quà rất là đầy đủ. Đến lúc cưới về em mới biết là quà đấy toàn là chị dâu em mua hộ, mà còn chưa trả tiền luôn ấy ạ. Trời ơi, trời ơi trời. Cũng rất là ham chơi, chồng em thì nghiện game, cũng suýt nữa là theo con đường game thủ đấy ạ. Trời. Rồi bây giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em có tật xấu như là ngủ lướng này. Còn cái nữa là vợ em cũng đam mê buôn bán quá, nhưng mà chưa đủ cái chín chắn để nghĩ hết ấy. Mình dùng nhưng mà cảm thấy mọi người thích là mình lại mang về mình bán, chưa bán hết nhưng mình bị tồn đọng ở đấy. Chiến lược kinh doanh chưa có rõ ràng, chưa có hoạch định rõ ràng. Thi thoảng mà có mấy đám bạn ấy rủ đi nhậu là vợ em khoái đi lắm. Uống rượu là còn đôi khi còn tay đôi với mấy bạn con trai. Uống rượu luôn á hả? Chứ không phải là bia hả? Rượu thì uống được nhưng mà bia thì đặc biệt là không uống được ạ. Rồi có xỉn không? Xỉn thì về nhà lại vật chồng ra là hành chồng. Hành mấy hiệp? Tùy từng hôm, có đôi ba hiệp. Đôi ba hiệp? Có hôm đôi ba hiệp. Tức là em bình thường thì rất là hay đi nhậu với tụi bạn ấy. Có hôm thì các bạn về hết rồi, chỉ còn nguyên em với lại 2 bạn nữa thôi ạ. Chủ quán thấy mấy đứa say quá mới gọi cho chồng của 2 đứa đến đón. Thì chồng em với chồng bạn ý ngồi bên ngoài uống nước chè, đợi 3 đứa bên trong uống rượu xong. Ông chồng uống nước chè, đợi mấy bà vợ trong kia uống rượu. Dễ thương quá. Rồi bây giờ em mong muốn Trang thay đổi điều gì? Vợ em như bây giờ là em thấy khá hoàn hảo. Chỉ một cái điều là em muốn vợ em là chín chắn hơn trong cái suy nghĩ, trong cách buôn bán đó, đúng không? Mình buôn bán bỏ đồng tiền ra, mình phải chín chắn chút xíu. Thế có muốn nó bỏ cái tật mà uống rượu xong về vật chồng ra không? Không. Tốt. Cái tật ấy tốt mà. Tốt. Thôi nhưng mà nè, chừng nào mà đến lúc mà các em chuẩn bị có em bé đó là phải cai rượu nghe, đúng không? Vậy chứ làm sao mà mỗi đêm mỗi uống, lâu lâu thi thoảng thôi. Thế còn em muốn chồng thay đổi gì không? Mong ý thay đổi là để ý đến cái bề ngoài một tí. Hào hoa phong nhã lên ông ơi. Và mong anh ý bớt ham chơi lại một chút xíu ạ. Em rất là yêu thích cái chương trình này ạ, xem rất là nhiều ở trên YouTube rồi là xem ở trên TV. Thì thấy mọi người cứ nói là ở đây thì cứ cặp nào mà chưa có em bé là sau khi tham gia là sẽ có ngay, cho nên là rất là mong nhận được lời chúc của anh chị ạ. Anh Quốc Thuận chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh, yêu thương nhau, và đặc biệt 6 tháng sau hai em sẽ đón nhận một tin vui, và qua năm sau nữa các em sẽ đón chào không chỉ là 1 mà 2 thành viên khỏe mạnh, đủ đầy, có trai có gái, hoàn hảo đến với gia đình em luôn đó. Quá tuyệt vời. Vợ chồng em xin cảm ơn anh. Thay mặt chương trình, cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son từ Tuyên Quang vào trong Sài Gòn rất là xa. Em đứng ở đâu? Mặc áo màu gì? Em nói em mặc cái áo sơ mi trắng rồi vest. Trời, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Trời, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt. Em ngửi mùi cũng khó chịu lắm, cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh á. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Em kêu anh ơi, mua đồ ăn cho em với. Cái em cũng tới chỗ khách sạn bạn, mình cũng ăn uống này kia xong xô rồi, cái em nói thôi anh đi về nha anh. Cái Nhi kêu anh cũng mệt thì thôi anh lên cho nên nằm nghỉ xíu đi, rồi cho nó khỏe xíu. Em không chịu. Em không chịu. Em không chịu. Em không chịu. Càng nghi ngờ nữa. Em không chịu. Em không chịu luôn. Cái bữa đó là em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó. Chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy. 1, 2, 3 tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có, hôn má cũng không có luôn. Đúng ở trong đầu em nghĩ sao? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện tiếp với một cặp đôi nữa. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào em. Tiên đồng ngọc nữ đó, ngồi xuống kênh nè. Trời, xin một cặp nè. Chẳng nói. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, cho em chào anh Thuận, chào chị Vân. Em là Ngô Tuấn, năm nay em 27 tuổi. Dạ, nghề nghiệp của em là diễn viên. Còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Nhi, năm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Ủa, cô bé dược sĩ hả? Nhẹ nhàng. Tôi tưởng em trong showbiz không á, khi nãy cứ nói ủa sao giống quen. Giống ca sĩ bolero á chị. Dạ. Rồi hai em làm sao mà biết nhau? Rồi làm sao mà gặp nhau, và ai là người theo đuổi ai trước tiên nè? Nói chung là tụi em quen nhau là ở trên mạng, hai đứa không có một mối liên kết gì hết. Thì tình cờ thì hôm đó Tuấn có kết bạn chung với lại bạn bên Facebook của em. Thì ảnh mới là đăng một cái tấm hình đi xem phim, nhưng mà ảnh chụp có một mình à. Cái ảnh để một cái caption nói chung là cũng thú vị lắm, cho nên là em mới like cái tấm hình của ảnh thôi, nhưng mà cũng không để ý. Cái xong rồi qua ngày hôm sau cái tự nhiên em mới thấy ảnh inbox bên tin nhắn riêng cho em. Khi anh mới bảo là hello em, kết bạn với anh nha. Cái hai đứa cũng kết bạn. Em có coi khái quát rồi thì em cũng biết ảnh là diễn viên. Tại thật sự là khi mà em với Nhi kết bạn với nhau á, là lúc đó em đi buôn hàng. Tại vì em là ngoài cái nghề ra diễn viên thì em còn có kinh doanh thêm. Thì chúng ngay cái lúc mà em vừa mở khóa là một cái là bạn này vừa like luôn, Em cái tính của em là thật sự khi mà em kết bạn với ai mà em vô, thứ nhất cũng phải xin chút xíu, nói chung là ngoài đồng nghiệp ra thì cũng phải cho nó vui. Dạ đúng rồi, mặt Facebook cũng đàng hoàng chút xíu. Em thấy ồ, con này cũng đang sao Tết, cũng tâm trạng này kia. Cái em lé lên một cái em kêu ồ, dễ thương, cũng tâm trạng này kia. Cái em vô em cũng inbox, em kêu là em ơi, các bạn với anh nha. Dạ, cái em kêu đồ dạy trai. Rồi bao lâu thì hai đứa gặp nhau ngoài đời? Chắc là khoảng từ khi mà em đi về thì khoảng chừng 1 tháng sau. Cái ấn tượng đầu tiên lúc mà gặp nhau thì sao? Nhìn thấy cô ấy ở ngoài đời và cái hình nền thì sao? Lúc đó thì em đang chạy xe, chắc là em muốn té xe luôn. Sao? Tại vì trên mạng bạn quá cao, bạn quá hoàn hảo đi. Ở ngoài cũng thật sự là đẹp có, dễ thương có, nhưng mà chiều cao là không đúng. Em nhớ hoài luôn là Nhi mới nói em là anh ơi em đứng ngay chỗ góc ngã tư nè. Em chạy qua chạy lại mà em không thấy. Ông kêu ủa sao kỳ vậy ta, nói với mình đứng góc ngã tư mà có khi nào ảo rồi hẹn hò ra rồi bùng rồi kia không chịu gặp mình hay không? Bùng thì cứ bực. Ông kêu em đứng ở đâu? Mặc áo màu gì? Em nói em mặc cái áo sơ mi trắng đồ vest. Trời ơi, em nhìn lại giống như một đứa học sinh nào vậy á. Dạ, chứ không phải là một đứa ở trên mạng nữa, cao rồi lại kia mà nhìn chững chạc. Dạ. Còn em thì sao, lúc mà em gặp bạn này thì sao? Lúc đầu em gặp ảnh á thì thấy ảnh cũng kiểu mà bóng bẩy á, trau chuốt cái hình thể nhiều. Em nghĩ là chắc ảnh cũng đào hoa lắm, cũng nhiều cô lắm, cho nên là mình cũng không có nên đặt nặng cái vấn đề đó, mình chỉ gặp cho biết rồi có thêm bạn vậy thôi. Tại vì thấy ảnh nghề diễn viên thì mình cũng sợ. Sao đó khóa hàng chết. Khóa hàng chết giờ lúc mà lâu cái em liếc qua cái nhìn em bỏ xuống. Ủa mà nhìn đâu vừa gặp nhau? Dạ không, tại vì sau khi xong rồi đi đâu? Gặp nhau xong nhớ lần đầu tiên là hai em hẹn hò là đi ăn uống là bún đậu mắm tôm. Ai gợi ý đi ăn? Nói vậy. Dạ chắc đó là em. Thật ra cái món đó là món khoái khẩu của em. Dạ đúng rồi, em thích ăn cực kỳ luôn. Mà bữa đó em ăn không được, cái em ngồi có nhìn bạn thì bất chợt em nhìn thấy bạn nhìn em rồi cái dấu rồi cái liếc rồi kia. Rồi em cũng nói chắc là cũng thích mình rồi. Đó dạ. Đúng không? Có phải là lúc đó là em đã thích ổng không? Dạ không. Em không có khái niệm. Ổng hiểu mặt. Em là không có khái niệm thích vẻ bề ngoài. Ảnh rủ em đi ăn, nhưng mà sao em nói trời, lần đầu tiên hẹn hò mà rủ đi ăn mắm tôm. Nói vậy. Thế xong rồi kia rồi em phải xin nước tương chứ em không có ăn được. Không biết ăn mắm tôm. Em không biết ăn mắm hả? Trong khi ổng ăn mắm tôm rất là ngon lành và rất là cuồng nhiệt đúng không? Em ngửi mùi cũng khó khó chịu lắm, cho nên lâu lâu em cũng hay nhìn ảnh đó. Em hiểu cái ánh nhìn của người ta chưa? Dạ, cái ánh nhìn mà suy nghĩ mà cái thẳng thốt khi mà cái ánh nhìn thẳng thốt khi mà anh ăn khí thế. Anh có thể ăn cách mà cũng ngon lành như vậy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là em là ở thành phố hay là em ở tỉnh? Dạ không, em ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Như vậy là ăn xong là em về Vũng Tàu? Dạ đúng rồi. Sau cái buổi ăn đó thì đứa nào gục ngã trước đứa nào? Dạ chắc là suy tư là em. Đó, thế chứ ổng tự nhận luôn. Tối hôm đó về mình cũng lạ lướt chút xíu, mình cũng nhắn tên, cũng thăm dò này kia. Dạ. Rồi xong sao rồi em có chạy xuống Vũng Tàu không hay như thế nào? Dạ có, sau cái ngày hôm đó thì em có đón xe xuống. Mà thật sự là từ đó giờ em không biết là xe khách có tuyến từ Sài Gòn về Vũng Tàu luôn. Nhưng mà thật sự nhờ Nhi một cái em biết là từ ngày hôm đó em xuống hoài luôn, thậm chí rảnh một cái chạy xuống. Bao nhiêu chuyến xe thì mới chinh phục được người đẹp này? Em không biết sao chứ cái anh tài xế Hoa Mai là anh nhớ mặt em luôn á. Hoài luôn á. Dạ, một tuần khi em đi 3-4 lần. Đi năm mới cua được hay là đi mấy tháng? Đâu có đâu, dưới như cái ngoại hình của em thì tầm tháng là gục ngã liền đâu. Đó bây giờ hỏi Nhi nè, ổng tỏ tình như thế nào và cái việc mà ổng đi tới đi lui như thế nào mà em chấp nhận ổng? Ở trên đây á, ảnh nói mạnh miệng vậy thôi chứ gặp em á, ảnh nhát lắm. Nó xong rồi đó em. Cái lần đầu tiên gặp nhau á là ảnh cũng chỉ nói là em ăn đi, em uống đi, có 2 câu thôi. Vậy đó hả? Dạ, chừng nào mới nắm tay nắm chân được? Không nắm tay luôn. Mà có nghĩa là không dám nắm hay sao? Em không biết là ổng thiệt hay ổng diễn với em. Mà em nói cái nhìn cái mặt này cũng gian lắm, nhưng mà sao mà thấy sao mà nhát quá vậy, mà mỗi lần đi chung á ổng cách xe 10 mét vậy á. Không mà đi trước không à, em thấy gì mà lạnh lùng quá. Rồi cũng thôi, tối cái ảnh tự nhiên gọi FaceTime cho em. Cái ảnh nói riêng, ảnh nói cái gì tào lao, cái xong rồi nói tới 10 giờ đêm. Cái em buồn ngủ quá, cái em nói là bây giờ anh còn nói gì nữa không thôi em ngủ nha, mai em phải đi làm sớm nữa. Ổng nói khoan, anh có chuyện này muốn nói. Cái em cũng đợi, cái anh nói tào lao tiếp. Anh nói tới 1 giờ luôn, em mở mắt hết lên rồi. Cái em để điện thoại xuống giường luôn. Cái tí em giật mình và em thấy 2 giờ và vẫn còn nói. Em nói mà Nhi nó không trả lời mà em vẫn nói được luôn. Dạ thật sự lúc đó là tâm trạng của em lúc em đang bị rối á, mình muốn đặt thẳng vấn đề luôn. Bây giờ sao cho quen không hay là sao, là bằng gái nha của anh nha, là trong bụng muốn nói, trong bụng muốn nói vậy nhưng mà mình cứ liên thuyên, mình cứ nói đâu dạ đâu không à. Dạ bao lâu rồi nó mới nắm tay? Dạ chắc quen nhau cũng được 2 tháng mới nắm tay. Mà dạ. Nắm ở đâu? Giống như cái nắm tay vô tình thôi, giống như là em đang băng qua đường thì đó ảnh nắm tay anh dắt em qua vậy. Em còn nhớ rất rõ là khi đó là 2 đứa đi chung Đà Lạt với nhau, là ở trong riêng luôn, đi một nhóm mà riêng luôn. Nhiều khi cũng muốn họ quay qua cũng tọt te một xíu, cũng 2 tháng rồi mà vừa muốn là nhùng sợ, không dám, có không hiểu. Em có hiểu là tại sao nữa. Có nghĩa là trong cái chuyến đi đó là chỉ có vô tình nắm được cái tay là cuối cùng hả? Dạ. Cái em cũng thấy tẻ nhạt đó. Cái này có duyên quá. Cái tẻ nhạt quá là tẻ nhạt. Đúng là tẻ nhạt sao nữa. Nãy mà tức thì cái xong mà em không biết là ảnh có bị giới tính khác không, rồi giả bộ quen mình để che lấp mọi thứ. Tại vì ảnh đi chung với bạn bè ảnh nữa mà, đi du lịch chung vậy đó. Cái mỗi lần mà em muốn hỏi cái ảnh giả bộ anh móc điện thoại, cái anh đi ra ngoài ảnh điện thoại, xong rồi cái tí ảnh đi vô, cái xong rồi tí mà mỗi lần em muốn mở miệng cái ảnh móc điện thoại anh đi ra ngoài. Là không cơ hội mà em đã bực bội là em không nói luôn, là em im luôn. Là bữa đó là em định hỏi ảnh gì? Em cũng muốn nói chuyện tìm hiểu sâu về ảnh, hay là muốn hiểu ở trong anh nghĩ em như thế nào đúng không? Anh muốn cái gì anh nói đi, anh nói đi đúng không? Tới bao lâu thì anh mới dám làm một cái hành động mà của hai người yêu nhau làm? Dạ chắc cũng phải 4 tháng. 4 tháng là làm gì? Đợt đó là Nhi cũng lên Hội Thảo Sài Gòn luôn. Thì Nhi alo em kêu anh ơi mua đồ ăn cho em với. Cái em cũng tới chỗ khách sạn bạn, mình cũng ăn uống này kia xong xuôi rồi. Cái em nói thôi anh đi về nha anh. Cái Nhi kêu anh cũng mệt thì thôi anh lên cho nên nằm nghỉ xíu đi. Rồi cho nó lại xíu. Em không chịu. Càng nghi ngờ nữa. Em không chịu luôn. Cái bữa đó là em cũng nghi ngờ lắm. Em thử đó chứ em thấy gì mà đàn ông gì mà kỳ vậy. 1, 2, 3 tháng rồi mà có làm tay rồi thân mật cũng không có, hôn má cũng không có luôn. Lúc đó trong đầu em nghĩ sao? Em nói là nếu mà lần này mà không được nữa là em phải nói chuyện rõ ràng. Cái ảnh nói anh đi về, em cũng quê. Tại vì mình đã chủ động tới mức đó rồi. Vậy mà ảnh mặc áo khoác đồ vô hết rồi. Ảnh nói anh về nha, cái em không thèm nói, em quay mặt vô trong giường luôn. Kiểu em giận á. Cái sau không biết sao đi ra, cái gõ cửa đi vô lại. Cái sau ảnh cũng lên nằm, ảnh nghỉ vậy đó. Sau em cũng không thèm nói chuyện, em cũng quay mặt vô trong vậy đó. Cái chắc ảnh thấy xót hay sao, cái ảnh okay. Bắt chuyện khều hả Ngô? Xong rồi bữa đó em có thấy là giới tính rõ ràng không? Em cũng chưa xác định được nữa. Em thấy ảnh cũng bóng bẩy lắm, ảnh cũng trau chuốt bản thân lắm. Với lại mỗi lần mà lúc mà thời gian mà mới quen em á là ảnh ngồi điệu đà lắm. Rất khi em còn manly hơn ảnh nữa. Cái xong mà ảnh còn hay nói là anh hay đắp mặt đầu đỏ. Rồi anh phải đi mua đậu đỏ về anh xay anh đắp mặt. Mà trong khi đó em chưa bao giờ đắp mặt nạ luôn. Dạ, có khi hả đi chơi anh chùm áo khoác rồi bịt mặt kín mít à. Em có khi em không thèm mang áo khoác luôn. Rồi anh chở em trên xe mà anh ưỡn lên vậy nè. Anh ưỡn giống như là chị chở em đi chơi vậy á. Nhưng mà sau đó thì em có nói chuyện một cách nghiêm túc với Nhi hay không? Dạ có. Thật ra là em thì cái giai đoạn mà em mới quen Nhi thì lúc đó có thể là em còn trẻ. Nhưng mà thật sự là tại vì em cũng ra đời từ sớm, em cũng tự lập từ sớm, cho nên là cái suy nghĩ của em nó cũng phần nào đó nó cũng có một cái sự chững chạc chút xíu. Thì em cũng đã nói với Nhi về chuyện sau này như thế nào, rồi cũng đặt nặng vấn đề là cũng cưới Nhi, dạ cưới Nhi này kia, rồi cũng trao đổi với nhau về công việc hai đứa, những cái khó khăn. Dạ bao lâu thì làm đám cưới? Dạ là tính từ thời điểm mà quen biết nhau thì 4 năm. Nhưng mà tụi em chỉ mới cưới nhau hồi năm ngoái thôi. Sao tới 4 năm mới cưới vậy em? Dạ thì... Có trục trặc gì không? Dạ có. Nói chung là trong quá trình 4 năm đó thì cũng bắt đầu năm thứ 3, cuối năm 2 thì cũng đã có một cái sự trục trặc là hai đứa chia tay nhau khoảng chừng 5-6 tháng rồi. Cũng gần nửa năm. Lý do? Dạ, lý do là kiểu lúc đó công việc của ảnh cũng nhiều, rồi ảnh đi quay, rồi ảnh không có quan tâm. Nhiều khi thì em cũng tủi thân. Vì lý do nào hai đứa trở lại? Lúc mà em chia tay ảnh á là em buồn lắm. Tại vì em rất là nặng tình, em lụy tình nữa, cho nên là em không có chấp nhận được. Nhưng mà em không có níu kéo, tại em cũng chảnh lắm. Tao không quay lại thôi. Nhưng mà mình tự dằn vặt bản thân mình vậy đó, mình tự đau khổ mình vậy đó. Cái xong mà em ở lại cũng không được, em sợ gặp á. Cái xong rồi nên em đi ra ngoài chị em ở ngoài Nha Trang ở. Xong rồi làm việc ở ngoài đó luôn, thì em kinh doanh thêm, mở shop quần áo. Thì em cứ vùi đầu vô công việc vậy á để quên. Nhưng mà tối về thì em cũng nhớ Cái ngày đó em nhớ là kỷ niệm quen nhau là ngày 9 tháng 3. Sáng đó em có đăng một cái status là chúc mừng ngày kỷ niệm của riêng tôi. Là em chỉ đăng trên tường cá nhân của em thôi. Cái xong rồi cái 2 hôm sau thì em có về lại Vũng Tàu. Ảnh cũng có gọi cho em. Lúc đó chắc ảnh tỉnh rồi. Gọi nhưng mà có xuống không? Dạ có. Thì xuống là vấn đề là quay lại với nhau. Dùng đổ một cách để mà quay lại. Quay lại rồi bao lâu thì cưới? Quay lại thì chắc cũng mấy tháng. Tại sao? Thật ra là lúc tụi em quay lại với nhau là khoảng chừng 4 tháng sau là có tin vui. Dạ có tin vui. Thật ra là nó càng thúc đẩy cho tụi em trong cái việc cưới luôn, số phận rồi. Là bây giờ em bé là mấy tuổi rồi? Dạ em bé được 4 tháng. 4 tháng, trời ơi, 4 tháng mà phọt phiết đồ ngon lành đó. Ở với nhau một thời gian mới như vậy, chính thức vợ chồng. Bây giờ là anh hỏi em nha, cô có tật xấu gì không? Nói về tật xấu của Nhi thì cái tật xấu mà làm cho em cảm thấy khó chịu nhất ở Nhi là Nhi không chịu ăn uống. Chẳng hạn như nhiều khi em cố tình dậy sớm kêu Nhi dậy mà Nhi không chịu ăn. Thậm chí như Nhi dậy sớm nhưng mà đi chung với em Nhi cũng không chịu ăn luôn. Là làm biếng ăn nè. Đó, cái tật xấu là làm biếng ăn này, còn gì nữa không? Dạ, cái tật xấu thứ hai mà em cực kỳ mà em không thích nữa, đó chính là Nhi chẳng hạn như ngày hôm đó mà shop quần áo bán hàng không được đó, lẩu đầu về em hỏi gì là hay cồng nhầu lắm. Vì kinh doanh mà thì bán không được là dạ đúng rồi, thì cái đó là em mình đâu phải nào mà mình giận lên mình khó chịu chồng mình được. Em mà hỏi không trả lời đầu em cũng cọc tính luôn, em cũng khó chịu. Rồi hai đứa cũng nói qua lại với nhau. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ hay shopping đồ quần áo. Nhưng mà Nhi có một cái tính rất là kỳ là đồ ở nhà rất là nhiều rồi mà Nhi cứ thích đi mua nhưng mà Tại vì em thấy nó phí cái vật chất đó, mình có thể làm những việc khác chứ không phải tập trung vào những cái chuyện mà sắm đồ như vậy. Em thích. Cái điều mà em mong mỏi Nhi thay đổi là cái gì? Em chỉ mong là Nhi hãy giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn. Ăn uống nhiều vô, đúng không? Để tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Dạ, năng động lên chút xíu. Tại vì Nhi thì hơi nhẹ nhàng. Khi mà Nhi về nhà của em á, thậm chí bây giờ cưới nhau rồi cũng khá lâu, cũng hơn năm mấy rồi, nhưng mà khi về nhà em cũng có một sự rụt rè nhút nhát. Thì em cũng mong là Nhi hãy cởi mở, cũng như tâm sự chia sẻ với lại bên phía nhà của ba mẹ em nhiều hơn chút xíu, cũng như là những người thành viên trong nhà của em. Rồi hãy nấu ăn cho em nhiều hơn chút xíu. Tại cực kỳ em rất là thích Nhi nấu ăn, nhưng mà Nhi không bao giờ tâm trạng lắm. Thích thì nấu, thích thì thôi à? Không thích thôi. Dạ đúng rồi. Rồi tới Nhi đó. Mong mỏi gì anh quá. Anh ấy tật xấu gì? Và em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Tật xấu của ảnh là rất là nóng tính. Mỗi lần mà nóng tính vô là nói chuyện rất là khó nghe mà cứ liên thuyên. Mà em thì rất là ít nói, em im lặng rồi. Em đi chỗ khác mà vẫn lôi em lại. Cái tính của em là em ngộ lắm. Em phải phân tích cho nó ra khoai ra ngô, em phải rõ ràng. Chứ đừng có kiểu mà đang nói chuyện bỏ đi là em phải kéo tay lại, phải nói còn được. Nói tới luôn, khi nào ra chuyện thì thôi. Muốn là người chiến thắng trong mọi cuộc tranh cãi. Nên là em rất là ghét. Rồi tật xấu gì nữa? Cái tật xấu là ảnh có cái tính là hay hôn má em lắm. Ảnh hay ngồi cái ảnh hôn bất chợt vậy đó. Ngày nào mà ảnh đi đá banh vậy á, cái người ảnh dơ vậy đó mà ảnh không chịu tắm liền, ảnh lên đi xuống cà nhây xong cái ảnh hùng em, là em bực bội lắm. Em cứ cọc tính lên hoài à, xong nói là đi tắm đi mà cũng cà nhây lâu lắm á. Xong lười tắm rồi. Còn bây giờ có ăn mặc bóng bẩy không? Dạ kỳ lắm anh, đi với em là như là một người ô xin vậy á. Mà ra đường á không có em là giống như ông hoàng. Em không biết lý do tại sao mà em rất là bực bội. Tại vì cái tính của em là phải chỉnh chu. Tại vì em đi với ổng lúc nào em cũng xinh đẹp á. Mà ổng đi với em thiệt nhìn như bần cùng của xã hội vậy. Có khi mang lộn chiếc dép này của em với chiếc kia của em luôn. Mà chiếc dép em nhỏ xíu mà cũng nông vô cho được. Vậy đó hả? Rồi anh hỏi là trong hai đứa nào ghen? Dạ. Em cũng ghen dữ lắm. Ghen sao? Ghen cỡ nào? Dạ ghen mà ghen âm thầm á, kiểu giống như là hay kiểm tra điện thoại của em á. Nhưng mà lén lút. Cái xong rồi bữa đó em thấy em đang ngủ, cái cầm điện thoại em đi vô nhà tắm luôn. Cái sau em kiếm hoài không ra, cái tí ổng cầm ra, ổng cầm lộn. Ổng vô đó cả tiếng đồng hồ. Chắc coi đó. Dạ. Coi rồi có nhắn tin với ai, có trai nào nhắn không, đúng không? Kiểm tra từng cái một, vô album ảnh rồi các thứ. Xong rồi mỗi lần mà em muốn lấy lại để em làm công việc á là bắt đầu cọc lên vậy đó. Rồi mong muốn thay đổi điều gì? Là bớt nóng tính lại. Khi nào mà em dịu dàng xuống lại thì anh nói chuyện với em, chứ lúc đó mà nói là sẽ hai đứa hay căng thẳng lắm. Với lại em cũng nói là cái tính của em xưa giờ là nó rất là trầm tính, với lại nó rất là chậm. Tại vì em làm cái gì em cũng phải kỹ lưỡng hết á. Cho nên là nó rất là lâu. Cho nên là em cũng muốn thay đổi, nhưng mà bản thân của mình cũng hơi khó. Cho nên là em cũng cố gắng nhiều rồi, cho nên là em sẽ làm hết mức có thể thôi. Hai đứa hiện giờ là coi như giống như vợ chồng son rồi còn gì nữa. Và bây giờ cố gắng làm sao để mà dung hòa được cái tôi của hai người lại. Đó, cái tôi của ai cũng lớn cả. Thì thành ra là bây giờ mình muốn sống chung một gia đình, một quỹ đạo thì là mỗi người phải tề bớt cái tôi của mình. Đúng đi. Không thể nào mà áp đặt là em phải theo anh hoặc anh phải theo em được. Cho nên cố gắng để dung hòa cái tính khí của nhau đi. Xin chúc cho hai em nha. Trong cuộc sống để gặp được nhiều thuận lợi nha. Chúc hai đứa luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai đứa đã tham gia chương trình nha. Cái môi trường của em làm á là toàn là gặp khách hàng là đa số là nữ nhiều. Bà này là bà cứ ghen, tức là mới quen biết nói chuyện thôi là bà đã kiểu em thân với nhỏ nào là bà khó chịu rồi. Cái miệng á thì bảo là ông này BD đó nha, rồi tụi bay đừng dính vô này ở kia, tụi bay nó dụ tụi bay đồ này kia. Nhưng mà toàn là đi ghen. Ủa sao vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi mà sao vẫn nghĩ ta BD là sao? Lâu lâu cái hay đầy kìa em, chị nói chứ cưng nghe nha, chị nói chứ cưng nghe nha. Em đi thử coi. Em chỉ có phải vậy thôi. BD đó, trời ơi trời. Em chịu không nổi, em không thể nào đợi tới đêm động phòng được. Tức là bình thường mình buổi sáng có đám cưới á, là buổi sáng á, là sẽ là ra mắt hai họ. Rồi xong dẫn hai họ đi ra ngoài nhà hàng ăn. Cái tụi em dẫn đi ra ngoài nhà hàng ăn xong nói thôi bây giờ tụi con về, tụi con nghỉ ngơi nha. Nhưng mà thật ra về đâu nghỉ ngơi đâu anh. Tức là thay vì cái chuyện đó mình làm buổi tối, buổi trưa tranh thủ làm, tại em biết chắc chắn tối em không thể nào làm nổi, cho nên buổi trưa làm quất liền, phạch mấy ca luôn. Sao lúc đó em sao nè, em hết hồn không? Dạ cũng bỡn hở, để mình kiếm được thằng đàn ông rồi chứ không phải là con vợ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ anh chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Cái áo vest lấp la lấp lánh quá. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thiên Phúc. Hiện nay em đang làm trong nghệ thuật với lại làm bên ngành thẩm mỹ. Phúc là bên ca sĩ à? Dạ đúng rồi chị. Em đi hát xong rồi em mới làm thẩm mỹ. Cơ duyên nào mà chuyển qua ngành thẩm mỹ rồi? Dạ tại vì em có bạn cũng làm bên diễn viên luôn. Dạ thì bạn em làm bên ngành thẩm mỹ trước cái rủ em vô, thì lúc đó mình mới bắt đầu làm. Dạ. Còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo Vy, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một shop mỹ phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Bên này làm mỹ phẩm, bên này làm thẩm mỹ. Vậy chắc chắn cái cơ duyên mà khiến xui để cho hai bạn gặp nhau là chắc chắn là phải có dính dáng gì đó đến cái chuyện gọi là làm đẹp. Dạ đúng rồi. Ngày trước là tụi em làm chung thẩm mỹ luôn, thì sau này vợ em không làm trong thẩm mỹ của em nữa rồi mới chuyển qua ngoài làm mỹ phẩm riêng. Lúc đó là em làm chủ hay là em làm nhân viên? Dạ em làm bên kinh doanh. Kinh doanh? Dạ, còn vợ em là bên thu ngân. Nhưng mà tại sao không làm tiếp tục nữa mà đi ra ngoài làm? Lúc đầu thì chồng của em là vô làm trước, sau đó em mới vô làm. Lần đầu tiên em gặp á, em nghe mấy cái chị đồng nghiệp làm chung với em á, thì nói là trong thẩm mỹ viện của mình á, có một anh chàng làm ca sĩ. Trời, làm ca sĩ luôn hả? Chắc để mình ráng gặp mặt thử coi sao. Thì lần đầu tiên gặp chồng thì thấy là mặc đồ kiểu như hoa hòe bóng bẩy lắm. Em suy nghĩ là trời, mặc đồ bóng vậy hả, mặc đồ hoa vậy chắc BD quá à. Nghĩ em vậy xong đi đồn nữa anh, đi đồn hết nguyên công ty luôn. Mà lúc đó là đã nói chuyện với nhau chưa mà đi đồn? Dạ, chưa. Dạ chưa, chỉ có chào hỏi một hai câu là chào anh, chào em. Chưa gì hết trơn mà đã đi đồn người ta nói tao bóng đó. Rồi tội nghiệp nhỏ không? Dạ lúc đó nhỏ là sao? Do là em làm bên kinh doanh á, nguyên một cái hàng ở dưới là người ta làm về giấy tờ để cho khách đi thẩm mỹ hết, thì phải lại dưới thông qua. Thì ba của vợ em á là làm chung với em trước, là em với ba vợ em là thân lắm. Rồi xong bà này mới vô, cái em mới thấy bà này ở ngoài quầy là ngày đầu tiên, cái em mới chạy từ ngoài quầy em chạy vô chỗ ba vợ em là trong phòng kế toán á, thì ba em làm kế toán trưởng, cái em mới kêu ôi anh Châu, là ba vợ em tên Châu. Ủa con gái anh hôm nay mới vô làm hay sao vậy? Nói cái bà vợ em kêu đúng rồi. Ủa sao em biết nó là gái anh, thì em nghe mấy nhỏ nhân viên ngoại nói vậy, nó đây con gái của anh Châu đó. Cái xong kêu trời đất ơi, sao mà em thấy con gái anh dễ thương quá mà sao anh xấu dữ vậy. Cái từ đó là ba vợ em là ấn tượng với em luôn. Rồi sau đó là em nói chuyện ba vợ em nhiều hơn. Dạ thì cái kiểu của em là mỗi lần em đi làm á là em chào hết tất cả các người trong công ty luôn, xong em mới ngồi xuống em làm. Cái ba vợ em cũng ấn tượng, cái về nhà nói chuyện vợ em là khen em, cái xong vợ em cứ kiểu là phản bác lại, ý là tao nhìn cái thằng đó nó bd quá, nó lanh quá, nó lanh chanh, nó lôi trôi quá, nó khó chịu quá. Nhưng mà tại vì vợ em là bản thân bả ghét em, cho nên là cái gì ở đó người ta cũng thích đó. Dạ, cái gì mình phải ghét là em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng em thì sao, tức là em gặp vợ em là em có thích không? Hồi đầu thì em thích chị, nhưng mà một hồi nữa em thấy bà ghét em cũng ghét luôn. Tức là kiểu mình có làm gì đâu, tự nhiên ghét mình, ghét người ta. Đó, chưa kể là đụng mình cái vụ đó. Dạ đúng rồi. Mà cái dòng mà ghét em mà làm khó em á, em hay chọc lắm, ngày nào em cũng ra em chọc hết á. Em chọc hoài luôn đó. Ủa chị làm trong thẩm mỹ mà chị khó khăn quá, chị này kia quá, chị nhăn nhó quá, chị lên phường làm đi. Thôi chị đừng làm ở đây nữa. Nói vậy cái bả càng ghét hơn. Nhưng mà sau thời gian cái em ra ngoài em chọc miết vậy, chọc miết cái thành thân luôn. Dạ. Khi mà em vô được mấy tháng thì hai đứa bắt đầu thích nhau? Làm chung khoảng 1-2 tháng vậy chị. Mới có 1-2 tháng thôi à? Mà biến đổi từ ghét mà thành thương luôn. Nhưng mà ai là người mà có cái cảm tình trước? Chồng em có. Sau đó là đi theo đuổi cô này dữ lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Để khẳng định cho cô ấy biết là tôi không phải như vậy đúng không? Dạ. Tức là cũng cố gắng khẳng định lắm, nhưng mà tại vì cái môi trường của em làm á là toàn là gặp khách hàng là đa số là nữ nhiều. Bà này là bà cứ ghen, tức là mới quen biết nói chuyện thôi là bà đã kiểu em thân với nhỏ nào là bà khó chịu rồi. Cái miệng á thì bảo là ông này BD đó nha, rồi tụi bay đừng dính vô này ở kia, tụi bay nó dụ tụi bay đồ này kia. Nhưng mà hả, toàn là đi ghen. 2 tháng là bắt đầu có cảm tình về nhau. Dạ. Vậy thì bao lâu thì mới chinh phục được cô gái này? Dạ thêm 1 tháng nữa là 3 tháng. Tụi em đi ăn lẩu, một công việc duy nhất em lột có con tôm thôi là hốt gái người ta về nhà luôn á. Là đâu kể con tôm nó có cái gì với em hả? Vậy tụi em đi ăn lẩu, bình thường em đi ăn với gia đình là mẹ em lột tôm cho em ăn không à. Còn đi ăn bà này cái kiểu em thấy bà không ăn tôm, em nghĩ là chắc là ở cái tính giống tôi rồi không. Rồi cho nên em bóc con tôm ra nói thôi chị ăn tôm không, em lột tôm chị ăn nha. Tự nhiên khoái mà em không hề biết bà khoái luôn. Mấy ngày sau nó bữa em lột tôm chị ăn chị thấy vui quá à. Là mày, từ sau đây trở đi là đi ăn lẩu em lột tôm hết vậy đó. Ủa là vậy nó đơn sơ một mạc quá em. Chuyện tình con tôm lột. Lý do gì mà bạn này lột tôm mà em lột ngã? Tại vì bình thường em cũng thích cái mẫu người đàn ông hơi ga lăng một chút xíu. Cái lúc mà bạn nó lột tôm cho em ăn tự nhiên em cảm thấy là dạ chắc bạn này thích mình thiệt rồi, kiểu như thấy được tấm chân tình của bạn đó qua cách lột tôm cho mình ăn như vậy. Cái lúc mà sau khi mà em thích rồi á thì em có còn nghĩ bạn này là BD không? Dạ. Tới bây giờ em vẫn còn nghĩ là ủa sao vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi mà sao vẫn nghĩ ta BD là sao? Lâu lâu cái hay này khều em chị nói cho cưng nghe nha, chị nói cho cưng nghe nha. Là ổng hả tới bây giờ luôn hả? Vẫn còn như vậy. Hồi đợt mà hai chồng mới cưới nhau xong đi Malaysia chơi hưởng tuần trăng mật, ảnh đi xuống bước xe buýt mà ảnh cầm cái giỏ mà ảnh cứ đi nào tung tẩy đến nỗi mà những người mà đi chung với em tưởng hai chị em đi chơi chung với nhau luôn. Tụi em đi sao đâu mà người ta nói em vậy đó. Bình thường vậy em đeo cái túi mà có túi tốt á. Cái túi đó chỉ có một kiểu đeo, hai kiểu đeo thôi. Một là đeo ở đây mà đeo ở đây thì giống như mấy bà đi coi bói á thì em phải đeo vậy thì em đi thử coi này, em chỉ có phải vậy thôi. BD đó trời ơi trời. Tại vì em đi quen rồi không thể nào túi nào em hơn được. Tại vì mình thử đi thử thôi. Đất ơi coi đàn ông người ta đi nè, người ta đeo một cái túi nè, đàn ông này không? Đàn ông là đi nè. Đó thấy không? Đó thấy không? Đó. Thử nào không á, còn cái tướng mà đàn ông nghe hồi nãy em đi nè, cái tướng của em nè nghe. Như vậy là phải là đàn ông. Nó có nhiều thứ mà vợ em cái gì cũng bắt để em được. Nhưng mà nó nghe nè, anh cũng vậy nè. Có những lúc cái cử chỉ của anh nó rất là 3D, nhưng mà anh khẳng định anh là manly. Dạ. Đó. Thì đó mà chị mới nói em nè, cái chuyện đó là chuyện bên ngoài thôi. Dạ. Còn cái nội tình bên trong thì sao? Anh sao? Rất là man chị. Man à. Đó. Ok không? Ok. Trả bài đều đặn không? Đó. Vậy làm sao BD được? Rồi đó nghe là hai đứa quen nhau bao lâu thì cưới nè? Dạ từ lúc ra ăn con tôm tính ra 3 tháng tới lúc là đám hỏi. Rồi 3 tháng nữa là tụi em đám cưới luôn. Trời ơi trong năm chưa tới năm rớt rẽn. 6 tháng đó. Dạ. Ủa mà lý do kỳ vậy? Dạ cái vấn đề ở đây là tại vì bà này lỗi của bà không đó, cái gì cũng bà hết trơn á. Tại vì cái tuổi em tự cảm thấy mình còn nhỏ luôn nên em suốt ngày đi chơi, tức là chiều là em đi dạy công ty nè, tối em đi hát về đi chơi rồi tới khoảng 2-3 giờ mới về, thì cái kiểu vậy thì em nghĩ là bản thân mình chưa lấy vợ được đâu. Xong cái bà này kêu anh có nhắm anh quen em lâu dài không, rồi mình có tiến tới đồ này kia không. Không thôi tại giờ em thấy em cũng lớn tuổi rồi, anh tính coi mốt không em tìm người nào thích hợp hơn, tại vì gia đình em cũng có ai giới thiệu anh đó đồ vậy đó. Cái em mới nói chết rồi vậy là không được, một là coi như là bỏ độ này luôn, còn hai là phải làm cái đàng hoàng không đó là gác hốt. Dạ đúng rồi. Chứ xong em về em nói mẹ ơi giờ con muốn cưới bạn này. Mẹ em không biết nhỏ nào luôn, nhưng mà mẹ em cũng kêu luôn là thôi cứ kêu nó đi chơi chung đi rồi để ba mẹ coi sao, mà bởi vì ba mẹ qua nói chuyện với ba má nó. Ba vợ của em á thì sợ vợ em ế, còn ba của em á thì sợ em BD. Mà nói mẹ em kiểu em ơi giờ em coi sao cho ông Phúc lấy vợ nhanh chứ mốt không nó BD là rồi luôn đó. Mà mẹ của em á về nhà không thấy em, ủa thằng BD chưa về hả? Ngày đầu tiên về nhà vợ em mà lộn luôn. Thì ở dưới người ta nấu ăn, mình mới về nhà ta mình phải phụ đồ vậy, mình chưa lên. Cái xong mẹ em hỏi ủa xong BD nó chưa ngồi mà trời nói được miệng kịp, ý là thành quen miệng luôn rồi. Có hai bên đông đủ luôn. Dạ đầy đủ hết chứ không thiếu ai hết. Cái ngày đầu tiên tức là tụi em có sống thử với nhau không? Dạ không có. Em không luôn á hả? Dạ. Em kiên hùng tới cái mức mà em vẫn sợ ảnh vậy mà em cưới luôn. Đúng ra là phải thử chứ luôn. Tại vì em thấy là thôi mình cũng đàn ông quá rồi, cứ một bà BD về chắc cũng không sao đâu, bù qua sức. Dạ đúng rồi, ở nhà vợ em là như trời ơi Thảo ơi. Dạ. Cái đêm động phòng sao? Đêm đó. Dạ tụi em là không có đêm động phòng luôn, mà em là em chịu không nổi, em không thể nào đợi tới đêm động phòng được. Tức là bình thường mình buổi sáng có đám cưới á, là buổi sáng á là sẽ là ra mắt hai họ, rồi xong dẫn hai họ đi ra ngoài nhà hàng ăn. Cái tụi em dẫn đi ra ngoài nhà hàng ăn xong nói thôi bây giờ tụi con về, tụi con nghỉ ngơi nha. Nhưng thật ra về đâu nghỉ ngơi đâu anh. Tức là thay vì cái chuyện đó mình làm buổi tối, buổi trưa tranh thủ làm, tại em biết chắc chắn tối em không thể nào làm nổi, cho nên buổi trưa làm quất liền phạch mấy ca luôn. Sao lúc đó em sao nè, em hết hồn không? Dạ cũng bỡ ngỡ, để mình kiếm được thằng đàn ông rồi chứ không phải là con vợ. Bữa đó gom ngon lành không? Dạ tiền cưới á, là buổi tối á, chưa có đếm hết nổi. Thì tại vì mình đếm á, là mình phải ghi giấy để mai mốt mình đi mình trả lại cho người ta. Cái quá trình nó dài quá thì nửa chừng thôi mệt quá, mẹ em cũng mệt mà bà cũng mệt. Xong ngủ, sáng sau dậy chị, em dậy lúc đó khoảng 8 giờ mấy 9 giờ. Mở mắt dậy ra, không thấy vợ đâu. Trời ơi, em hết hồn luôn, nó chết. cha tôi rồi. Tự nhiên tối đang ngủ mấy cô vậy, mở mắt ra chết cha vợ đâu mất tiêu rồi, tức giận đâu vợ. Dạ mà em không gọi bả liền, em gọi điện cho mẹ em. Mẹ thấy bà Vy đâu không? Mẹ em cũng mới, mẹ đâu có biết đâu. Trời ơi, tự nhiên từ sáng giờ nó lấy xe đi đâu rồi mẹ không biết luôn. Nó chết cha rồi, em chạy làm xuống dấp chân té mà cái ống quyển em sưng lên luôn anh. Xong em chạy qua mẹ em, mở ra thấy hai mẹ con ngồi đếm tiền. Em nói quạo dễ sợ luôn, nói còn cái gì để chơi không? Em bị chơi, em bị mẹ chơi đúng không? Dạ. Mà ở nhà em với vợ em mà gây cái hơi là mẹ em bên liền. Mẹ mà thấy con mà lớn tiếng với con Vy một cái chắc chứ mẹ nghe chưa. Trời ơi, hai đứa lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tính tới bây giờ này khoảng được 1 năm 3 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi, có một bé 5 tháng rồi. Bé trai gái? Dạ con gái. Dạ con gái. Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Ôi, ở nhà hai vợ chồng có bày trò chơi rồi chơi vui với nhau được không? Nói chung vợ em á, hai đứa không chơi chung với nhau, mà bà này thích làm mấy trò khùng trò điên. Bình thường em đang ngồi làm việc, cái khều anh em làm thằng lằn cho anh coi, cái đủ thứ trò rồi em làm gà cho anh coi. Nó kiểu xúc đi Malaysia mà anh biết cái đường đi thang máy, cái đường mà cái thang đó là thang máy để mà mình vận chuyển hành lý lúc mà mình đỡ vẽ sách đó. Khi em quay clip lại rồi xong mà ngồi vách tường, xong ngồi dưới xè tay ra xin mẹ bây giờ mẹ làm, mẹ con làm ăn xin, còn mẹ là người cho tiền nha. Xong ngồi ngay góc tường, mẹ em chứ phải mẹ bả nha. Xong dựng clip ghép nhạc đứa bé vô, hay lau khô cuộc đời em, y như thiệt vậy đó. Nhìn tưởng ăn xin thiệt luôn. Mà em là người quay hả? Em là người quay luôn. Em cười quá trời cười luôn. Mà xung quanh nó tưởng là trời ơi, gia đình này chắc nó bệnh hết rồi. Đó, cái đó là có thể gọi là tật xấu không? Dạ cái đó chưa xấu nữa. Giờ tới phần khui tật xấu luôn. Chồng em thì rất là cọc tính, rất là nóng tính. Giống như em nhờ anh ơi làm giùm em này đi, nhờ làm không được là bắt đầu cọc lên là đập đồ. Thôi không làm nữa. Mà thường đập cái gì? Khôn lắm, đập gói không à, để cho đừng bể đồ. Mỗi lần nó giận lên như vậy là em nhìn em sợ không hay là em mắc cười? Em không có sợ mà em cọc lại, kiểu như ai nóng tính với em là em nóng tính lại, thành ra là hai chồng gây nhau thôi. Còn thêm một tật xấu nữa là rất là hay vứt đồ đạc bừa bãi lung tung, rất thích xì hơi. Thôi không có được gì nè để người ta nói nè. Thích xì hơi mà thả bơm rất lớn luôn. Nhiều khi em đang ru con ngủ, thả lớn đến nỗi mà con giật mình. Con em á, nó tối nào nó ngủ là em phải ôm trên người rồi em hát một hồi nữa nó mới ngủ. Nó vừa ngủ xong cái chuyện mà bà này để cho bà này ôm rồi để cho nó bú. Nó đang ngủ là em làm cái bấm một cái nó giật mình luôn rồi xong bà chửi thằng điên, mày biết nửa giờ không? Bây giờ nó đang ngủ nha. Trời ơi. Mà mỗi lần thả xong trời ơi mà ảnh sảng khoái lắm. Thôi em đó. Dạ. Vợ em thì cái kiểu vợ em là tức là nhiều khi không có chuyện gì cũng nóng. Thứ nhất là cằn nhằn em mỗi lần em bực mình lên á là em muốn im lặng để cho từ từ em bình tĩnh rồi nói chuyện. Còn bả là em đang nóng. Bây giờ anh nói đi. Từ nãy giờ là em bực mình anh nóng rồi đó. Tại sao anh về anh đi không đi thang máy chúng em, anh đi riêng là anh thái độ anh nói đi. Bây giờ em muốn nói đúng không? Ok, rồi xong anh chửi tan nát luôn. Tức là bả không có chuyện gì, bả nóng mà bả phải để cho người ta bình tĩnh là bả nói. Còn bả muốn liền. Bả là châm dầu vô lửa luôn là dạ, cho nóng luôn. Mà thích như vậy. Rồi hai vợ chồng gây nhau. Em thì muốn nói nhỏ nhỏ thôi, hai vợ chồng biết. Còn bả nó gào lên, anh có bị điên không? Ba ơi, mẹ ơi. Bả làm chuyện gì là khán giả phải coi. À, vậy đó. Còn gì nữa không? Dạ, cằn nhằn. Không phải cằn nhằn, cái đó người ta gọi là lải nhải á chị. Lải nhải á. Thí dụ như mấy mốt anh làm ơn nha, anh rảnh á, anh giặt đồ cho con giùm em đi. Thay vì người ta nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi chừng nào anh rảnh anh giặt đồ giùm con, cho con giùm em nha. Đồ không, anh giặt đồ giùm con đi. Anh ở nhà làm gì? Anh chơi không à, ngủ không à, không biết giặt đồ cho con. Trời đất ơi, em nói biết bao nhiêu lần vụ đồ rồi, 1 tiếng đồng hồ chỉ để nói vụ quần áo và giặt đồ cho con thôi. Đó là lải nhải đó. Dạ. Rồi xong hồi đầu cái kiểu nói chuyện cọc lóc tự ái cao vô cùng. Hồi đầu mà em vừa mới cưới về, số điện thoại để cho biên tập bầu show ta gọi điện cho em á, em để cho vợ em nghe hết. Đã đang ngồi trên xe hơi ba vợ em chở đi á. Alo anh, bút số anh, chừng nào anh? Ok, nhiêu tiền? Rồi mà nói chuyện bút show giống như là đi chợ vậy á. Nhiêu tiền? Mấy giờ anh? Rồi, bầu show, trời, ông đó không biết ai luôn, tắt cái cụp. Xong rồi điện lại cho em, ủa em nãy ai mới nói chuyện anh vậy? Em coi lại cái thái độ của quản lý của em nha. Hỏi em hết hồn luôn. Thì bả như vậy, thí dụ như là sai thì em phải nói là mình phải biết tiếp thu. Em đang sai đó. Cái gì? Thằng nào vậy? Thằng nào gọi vậy? Nghỉ hát đi, không hát nữa, đừng nói chuyện với tôi kiểu đó. Bả sai, bả chửi tay như bả đúng vậy đó. Nó nói hơn là chỉ có một người thôi chứ 2-3 người là anh ở nhà chơi luôn em. Thế giờ em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ, vợ em thì em biết là vợ em nóng tính thiệt. Nhưng mà có chuyện gì mà em đang muốn im á, tức là hiểu em rồi để cho em từ từ em nói chuyện. Em là cái kiểu của em là sau một giấc ngủ là em quên hết chuyện cũ. Còn bả là bả thích phải giải quyết rõ ràng, mọi người phải rõ ràng, kinh chuyện nào chuyện đó, 1122 rồi mới ngủ, đừng có ôm cái bực trong lòng mà đi ngủ. Rồi mà em thì em muốn hơi từ từ đi, từ từ để cho anh nguôi đã rồi nói chuyện. Không, rồi hiểu ý ông chưa? Dạ hiểu. Rồi tới Thảo đó, em muốn ổng thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là chồng em gọn gàng hơn, vấn đề quần áo hơn một chút xíu, đừng có bày bừa. Tại vì bây giờ em có em bé nữa, chăm con nó mệt rồi, đi làm rồi chăm con rất mệt này. Về nhà về phòng thấy phòng nó bừa bãi á, thì cảm thấy mình rất là mệt, mình bực bội thì mình cằn nhằn thôi. Nên em cũng mong mà chồng kiểu như là sắp xếp gọn gàng mọi thứ một chút xíu giúp em, để đỡ đần em trong công việc nhà chút xíu. Đó, cái chuyện đỡ đần trong công việc nhà đó là phải đỡ đó. Mà con mới có 5 tháng, cái tuổi này là đầu là ăn dặm nè, mọc răng mọc cổ rồi nó đủ trò, nó mệt lắm chứ không có đơn giản đâu. Thôi chồng mình nó nóng quá thôi mình cũng dịu dàng lại chút, nhưng mà cái thời điểm này đang dễ bị trầm cảm lắm á nha. Đúng rồi, cho nên là đừng có chọc ẻm đó, chọc cái lớn á nên... bây giờ cưng cái lớn, chiều cái lớn xíu. Chị nghĩ vậy nè, em có buồn cái gì ảnh trong thời điểm này nha, hay là em bực mình cái gì là em nói, em cứ nhỏ nhẹ em nói, em đừng có giữ trong lòng, giữ trong lòng dễ bị trầm cảm lắm. Nhiều khi mình tự ái đó, cái mình nói mình ghét quá mình tự ái, mình giữ gì cái mình tự buồn vậy đó, tự buồn. Hoặc là nhiều khi ôm con xong mình suy nghĩ buồn, ba con bây giờ hết thương mẹ như ngày xưa rồi, ABCD suy nghĩ hiểu không? Đó, cái là càng ngày càng tích lũy lại. Không ấy, tại vì chồng em rất là dễ thương luôn, duyên dáng vậy đó, hoạt bát duyên dáng, cho nên mình cứ việc nói. Lúc trước á, hai vợ chồng em cũng cãi nhau về cái vụ mà chăm con rất nhiều luôn. Lúc mới sinh xong thì kiểu như tâm lý mình thay đổi á, mình cũng hay cọc cằn nóng tính lắm. Nhưng mà sau thời gian em nói chuyện với chồng á, thì chồng cũng đỡ đần cho em rất nhiều về những cái việc mà làm việc nhà rồi giặt đồ cho con, trông con, thì cũng giúp đỡ em rất nhiều. Thì em cũng cảm ơn chồng đã hiểu với vợ. Nắm tay cái đi. Rồi khẳng định với chồng đi, chồng là đàn ông. Bề ngoài em nói với người ta là nghĩ chồng bê đề, thật ra trong lòng em nghĩ là chồng em là 100% là đàn ông. Đã được rồi, đúng không? Rồi, xin cảm ơn hai em.